Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Khoai Tây Family. Khoai Tây ảo bà cô chú. Trời ơi, cầm con gấu mà hả? Con ảo khí thế luôn. Đây là thịt có thớ mỡ, nó không phải là thịt nạc hẳn luôn, cho nên là cái phần này là mắm khoai tây sẽ xào với mắm rút, còn phần này là sẽ xào với lại cá khô. Đây là những con cá khô cuối cùng trên qua từ Việt Nam vào Tết năm ngoái, cho nên ráng ăn cho nó hết rồi Tết năm nay về lại trên qua cá khô tiếp. Còn đây là mớ rau củ mình sẽ cắt ra để mà mình xào với là nấu canh ha. Đây sẽ nấu canh chung với lại cái mực này. Băm, tỏi băm với lại hành băm. Bây giờ để mình xào ớt nữa. Một miếng ớt, vài miếng ớt thôi chứ không phải một trái đâu. Chưa tới một nửa. Một nửa hành đỏ thôi. Đỡ hăn, vậy mùi thơm rồi bỏ ha. Thịt vô. Đây, họ mắm ruốc nè, họ mắm ruốc mang từ Việt Nam qua luôn. Cho vô miếng đường vàng. Khoai tây được má điệu sau lưng vui lắm bà cô chú. Cúc cúc hường à, chạy cúc cúc.
khoai tây mi gió em, mi gió em. À, khoai tây hát làm sao? Khoai tây hát hay cơm? Khoai tây ơi, khoai tây hát nè. Thôi, kêu khóc rồi, kêu hát nãy giờ mà không chịu hát, bây giờ mới lại lá. Hát đi. Hát cho đàng hoàng vô. Giả tiếng chó đâu mà cô chú, con chó nó kêu làm sao? Vâng, bỏ một ít tiêu vô. Còn mấy khoanh mực cuối cùng giờ nấu canh dành để nấu canh cho khoai tây. À. Quá. Mình bỏ rau củ vô để mình nấu canh cho khoai tây với lại cả nhà cùng ăn.
giờ hai má con khoai tây đi ra đón ba. Hôm nay nấu ăn xong sớm cho nên thành ra là ôm khoai tây đi ra đón ba khoai tây. Ai lâu lắm rồi khoai tây mới đi đón ba lại. Hiện mưa không ta? Thôi lên cầm dù cho chắc ăn. Ok, bây giờ là có cái dù rồi. Nếu mà mưa là bung lên che khoai tây là ổn. Cả nhà ơi, hiện tại á là 4 giờ rưỡi chiều. 4 giờ rưỡi chiều mà thấy giống như ban đêm vậy, thấy không? Tới thui tới hù à. Hiện tại là bắt đầu ấm lên rồi cả nhà ơi, cho nên thành ra là tuyết bắt đầu tan. Ba khoai tây nói khoảng cỡ cuối tuần này coi như là hết tuyết rồi, chắc là nó làm màn dạo đầu để đón mùa đông, rồi ấm lên tuần hay tuần gì đó rồi xong bắt đầu khi mà vô Noel thì nó sẽ lành lại. Cái kiểu nó hay như vậy lắm. Mà năm nay thì tuyết đầu mùa để đón mùa đông thì nó có tới hơi sớm với lại hơi lâu, chứ bình thường là khoảng cỡ ngày hai ngày. Chó bây giờ là nó không có quá lạnh nữa, tuyết bắt đầu tan ha. Bây giờ mưa cũng lắc rắc rồi, để bung dù lên che cho khoai tây rồi đi ra đón ba khoai tây. Lâu lắm rồi bây giờ khoai tây mới đi ra đón ba lại đó mà cô chú. À, không biết có phải ba không? Không phải không? Tại bây giờ ai mà đi chiếc xe đạp á thì mình cứ nghi ngờ ba khoai tây trước đã. Tại bây giờ trời nhá nhem tối rồi, không có nhìn thấy đường. Mới có 4 giờ rưỡi thôi á mà nhìn gớm thiệt á chứ. Ở Đức ấy còn đỡ á, chứ còn mấy cái nước Bắc Âu kia là còn không có ban ngày luôn. Giống như má khoai tây biết là cái thành phố mà thì San Petersburg gì ở bên Nga đó là ròng rã mấy tháng hè là không có ban đêm, rồi còn mà mấy ngày mấy tháng ban mùa đông á thì nó lại không có ban ngày. Trời, còn trên đảo Greenland đó thì nó cũng như vậy á. Mặt trời cứ chạy ngang đường chân trời không. Nếu mà vào mùa hè thì người ta nói là thường những người ở đó mà có cái mùa hè rực rỡ như vậy là tỷ lệ tự tử cao, tại vì bị bức bối. Còn mùa đông á hả thì tới thui tới hù. Mùa đông thì rõ ràng luôn là ngày rất là ngắn, đêm thì dài. Tại vì mới 4 giờ là bắt đầu trời sập tối. Rồi tới sáng mai thì khoảng cỡ 8 giờ mấy bắt đầu trời mới lần lần có ánh sáng, có ánh mặt trời. Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì cái sự chênh lệch nó không có quá rõ ràng như bên này. Lọt cọt có cái xe ngựa đi ngược lại, không biết có chuyện gì không.
Hay là đi diễu hành cái gì mà có xe ngựa. Trời ơi, hai con ngựa bự chà bá luôn. Ôi, nó to. Thôi, có suy ngựa. Chắc là một tour gì đó. Trường đại học này tổ chức chợ Noel nữa. Hình như được mấy gian hàng hay sao á. Để cho coi thử. Chờ Noel. Có nhạc ở khoai tây ngồi, khoai tây nhúng 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 nhúng. Khoai tây chỉ muốn đi vô. Nhưng mà thôi để đi đón ba đã rồi xong cái mình đi ra, cái mình đi ngang qua, cái mình tạt vô chút cho con nha. Ha. Vô đón ba cho đến xong. Rồi xong. Nếu mà thích đó thì mình vô đón ba luôn. Đây, xe đạp của ba khoai tây vẫn còn ở đây. Bây giờ mình vô, bên trong để chờ ba xuống. À, cách đây. À. Ôi, trong trang trí cây thông Noel. Đây là cây thông thiệt. Ô chú ba kia. À. Ba kia tới đó ba là ngay cái lúc bà ra luôn. Ừ.
nhâm 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 đó, người ta ăn là đó đó hả? Nhâm 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 tự nhiên cái đưa đưa đồng xu cho con chơi là sao không hiểu luôn á. Đó đó, viết viết Alice coin viết cho ta biết chưa. Cất sao con nhâm 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 đó đó. Đó nhâm 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 đa xin nhớ tia ở bên đây không. Và chị Evan vô ra rằng cơm của khoai tây là canh rau củ xay nhuyễn với lại đây nè mực với lại tôm với lại tôm đấy. Tôm xé nhỏ, mực cắt nhỏ. À, giỏi ghê luôn, đưa cho ba hả? Giỏi. Sie wollte die Münzen ins Essen legen. Ich dachte nein. Oh, sao gì con? Andere Seite. Sao gì con? That is apple. Apple. Đấy, đi đón ba về một cái là bắt đầu cái đi ngủ luôn bà cô chú à. Đi ngủ xuống rồi bắt đầu cái ba mắt khoai tây hả? Mấy rón rén hả? Mấy rón rén. Mấy rón rén ăn uống. Hai vợ chồng rón rén ăn uống xong xuôi bắt đầu cái khoai tây dậy. À, khoai tây dậy là xong bắt đầu cái đói bụng bây giờ. Thì thôi đút cho khoai tây ăn ha, chứ giờ cũng trễ rồi, đút cho nó nhanh gọn lẹ rồi để khoai tây còn đi ngủ nữa. Ao wow 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 wow. Ôi bò ra. Đi không chịu đi mà bò ha. Ao wow wow wow. Ba khoai tây là má khoai tây ăn rồi. Ăn cái lúc một khoai tây ngủ, ăn trong đèn mờ luôn tại vì con ngủ cho nên thành ra không có mở đèn, chỉ có mở đèn nhấp nhá từ từ cái cây thông Noel thôi à. Ngồi ăn mình thấy thảm mà tới chừng nó dậy một cái là bắt đầu đèn sáng choi như vậy để cho nó chịu ăn uống được, lát còn đi ngủ lại nữa đó. Đây, ăn đi con, ăn cho no rồi xong mình đi ngủ lại nè. Tại vì hôm nay trưa hôm nay là khoai tây đang ngủ thì cái chú gửi hàng hóa lại ghé nhấn chuông một cái là khoai tây tỉnh dậy mà mới có ngủ được có 50 phút cho mấy, cho nên thành ra là khoai tây dậy không ngủ trưa luôn. Bởi vậy cho nên hồi nãy đi đón ba về buồn ngủ quá là ngủ trên tay của ba trên đường đi về. Rồi xong cái đi về tới nhà thì thả rón rén cho khoai tây nằm xuống rồi khoai tây ngủ thêm giấc nữa, cũng tương đương giấc ngủ trưa cũng khoảng cỡ 30 phút á. Thì 30 phút đủ cho ba má khoai tây ngồi ăn cơm. Tại ta mắc cái cho phèn sao cái nụn đang cái cho phèn khăn áo. Cô ăn đi, con nhai nước nè. Alo. Cho nên thành ra hôm nay gia đình khoai tây không có video buổi tối ông bà cô chú ơi, chỉ có video khoai tây được ba đút ăn vậy thôi. Bye bye. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của gia đình khoai tây. Bye bye. Xin hẹn gặp lại những video sau. Khoai tây bye bye nè. Khoai tây ơi. Bye bye.
Khoai tây dòng tay lại ăn bà cô chú. Khoai tây. Khoai tây nè, dòng tay lại, dòng tay lại ăn. Giỏi, bye bye. Bye bye. Nhắm 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 nhắm.